Anh tôi tổ chức thi đấu bắn nỏ. Đây. Bia 20 m đấy các bạn nhé. Bắn nỏ chào Xuân. Đây là ông Hoàng Trường Giang. Đấy, tên thứ nhất. Đâu nhỉ? Đó, bắn tên thứ hai này. Cao lắm, mùng 8. Cao, mùng 8. Tên thứ ba. Ra ngoài rồi. Ông cũng bắn thử ba cái tên này nhưng mà hơi kém. Không được cái nào vòng 10. Một cái vòng 9, một cái vòng 8, một cái vòng 5. Kém. Giờ chúng tôi tiếp tục thi đấu. Ba tên. Chưa được ba tên chưa được. Có Mỹ Lương một tay nữa. Tay Mỹ Lương đấy. Tay Mỹ Lương có... Đã đấy chưa? Bắn được. Tay được giải nhì. Mày được bao nhiêu điểm? Để có 80 điểm. Sau, điểm. Lúc sau đấu thì tay đôi, tay đôi, tay ba à. Sướng. Hơi thấp. Mấy cái đường thuận tất đi. Đấy, ba cái sáu đấy chứ của mày, ba cái này. Còn mấy cái đi mất rồi. Thôi hết rồi. Ghê phết đấy. Bạn ấy xem kết quả nhá. Kết quả này bạn không cần phải điều chỉnh, ba cái vòng 9 này, hai cái này, ba cái này được vòng 9 này, hai cái này gần trùng tên nhau, gần cắm vào nhau, 27/30 điểm. Giờ đến tôi bắn được 23 tên là 27/30 điểm thì ông Giang bắn này. Còn ông này là đương kim vô địch. Đương kim vô địch. Ông đang đương kim vô địch. Nó bị đang bị mấy này nó ẩm, nó nở cái ấy ra nó xít quá. Ôi giời, vừa rồi vừa rồi tiền đi đi ngoáy vào ẩm. Mấy này nó ẩm. Cao hết nhỉ. Cao quá. Cái tên trắng đấy mày phải để à, để úp à, úp cái này để úp đây, cái này là để nửa 100% là bắn học. Tên trắng đấy mày để nửa bỏ đi. Đấy, cái này này cái này để úp cái này cao cái gì, cái này úp để nửa 100% học luôn. Úp đi cái này úp. Ba cái trắng này, ba cái trắng này phải trước rồi bắn rồi, nó cái này đi trước, cái này bắn rồi, ba cái trắng này. Cao lâu ấy.
chuẩn. Cơ bản là thất bại rồi anh em ạ. Ông này ông Giang đâu bắn hỏng hết rồi, được có một cái vòng 9 còn ba cái ra vòng 4 vòng 5 rồi.